Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà nằm trong hẻm 252A trệt 8B, đường Hưng Phú thuộc phường 8 quận 8 nha. Đây là căn nhà chúng ta ha, và đây là địa chỉ nhà này. Đó, phía trước nhà đây ha. Trước nhà chúng ta có một khoảng sân để xe còn khá rộng này. Chúng ta đây có một cái cầu thang để dẫn lên lầu ha, làm lối đi riêng. Thì cùng tiện lợi cho các anh chị là mua về để phân chia làm phòng trọ nha. Thì căn nhà chúng ta hiện tại là có thể làm được 3 phòng nha. Đó, làm được 3 phòng thì chúng ta có thể ngăn ra làm được 3 phòng trọ cho thuê ha. Con hẻm trước nhà đây. Hướng này thì chúng ta sẽ ra đường Hưng Phú các anh chị nhé. Đi khoảng vài chục mét thôi là chúng ta ra đến mặt tiền đường Hưng Phú rồi. Xung quanh đây. Nhà cao tầng này. Nhà chúng ta đây ha. Khoảng sân trước nhà chính là lộ giới của căn nhà ha. Thì bây giờ chúng ta vào tham quan cái phần trên trên lầu trước nha các anh chị. Đây ha, trên này chúng ta có khoảng sân này, có cửa đi luôn. Thì cái này hiện tại đang khóa bên trong này ha. Thì Sơn lúc này dốc lại đi xuống quay rồi quay trong nhà rồi chúng lên đây quay cho các anh chị xem nha. Rồi. Ok. Rồi, xem tổng quan lại căn nhà đây các anh chị. Đây ha. Thì kích thước căn nhà này là phía trước này tính từ ngoài đầu khoảng sân này ha là khoảng gần 3 mét, 2m9 gần 3 mét ha. Đi vô trong nhà này, trong nhà thì cái khoảng kia thì nó nở bùng ra là 3m12 ha. Và sau đuôi nó sẽ nở hậu 3m68. Đó, nhà chúng ta là phong thủy nhá. Nở bùng nở hậu rất đẹp. Chiều dài là 16 mét các anh chị nhá. Và hiện tại nhà chúng ta là có đến 3 phòng và có 2 phòng vệ sinh. Và đặc biệt thì trên lầu chúng ta có một cái cầu thang lúc nãy đó. Thì làm lối đi riêng nên thuận tiện cho các chị về có thể cho thuê phòng trọ ha. Ngăn phòng cho thuê. Thì nhà chúng ta là có sổ hồng riêng nhá, công nhận diện tích đất là 52,1 m². Đây là cái phòng đầu tiên dưới L1 này. Đây ha. Ok. Nhà chúng ta là có sổ hồng riêng ha, công nhận diện tích đất là 52,1 m². Và diện tích sàn là diện tích sàn, xem nào, lấy cái sổ cho các anh xem này. Đây các anh chị, cái sổ đây ha. Diện tích xây dựng của mình là 36,9 m² và diện tích sàn là 46,2 m² ha. Thôi chốc nữa cuối video Sơn sẽ review cái sổ hồng cho các anh chị xem nha. Đó, nhà chúng ta có hướng đông nam này. Đó, giấy tờ thì có sổ hồng riêng, chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên và hỗ trợ vay ngân hàng nha. Giá bán cho căn nhà này thì chủ nhà đang kêu bán là 3.690.000.000 và còn thương lượng nhá. Đây là khu vực rửa ha. Đấy. Đây là khu vực vệ sinh này. Tuyệt vời ha. Đây là cầu thang lên lầu này. Phía trước này phòng khách rất rộng ha. Đấy. Rồi, giờ chúng ta lên lầu các anh chị. Thì anh chị đang xem video này hãy bấm like và bấm chia sẻ video cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình cùng xem nha. Và các anh chị hãy bấm nút đăng ký màu đỏ bên dưới luôn ha, để tiếp tục xem nhiều video hơn. Rồi, cảm ơn các anh chị. Thì trên lầu này chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh ha. Đây là phòng vệ sinh trên lầu này. Bên đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên trên L1 này. Đấy ha. Đấy. Tuyệt vời ha. Phía trước này chúng ta có một phòng này. Thì cái phòng này chúng ta có cửa hướng ra phía ngoài nha. Phòng này rộng rãi ha. Đấy, tuyệt vời ha. Đây, phòng này thì chúng ta sẽ có cái cửa và hướng ra ngoài. Và là cái ban công của căn nhà ha.
đây ha, cái sân để xe trước nhà này, cái hẻm trước nhà ha, đấy, khu này có gì xây dựng nè, ha, đấy, xây dựng nè, nhà bên cạnh chúng ta này, rồi, bây giờ đi xuống ha, bà Sơn quay cái sổ hồng cho các anh chị chúng ta cùng xem ha. Căn nhà này thì nó nằm ở đường ở hẻm 252A xuyệt 8B đường Hưng Phú, phường 8, quận 8. Nó nằm ngay chỗ cầu chữ Y các anh chị, ngay gần cầu chữ Y ha. Và cùng gần ngay cầu Nguyễn Tri Phương luôn. Chúng ta sẽ qua quận 5 rất là gần. Rồi, đây là dưới tầng trệt này. Ha, không gian khu vực bếp ha. Đó. Rồi thì bây giờ xin đứng đặt bên đây đi, quay cái video. Đây ha, đặt đây cho review cái sổ hồng cho các anh chị xem nè. Đây là thông tin của sổ hồng ha. Đây các anh chị. Thửa đất số 78 này. Tầng mật độ số 18 ha. Nhà chúng ta thuộc ở phường 8, quận 8. Đấy, toàn số 8 không. Địa chỉ nhà này 252A/8B đường Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích đất mình 52m² ha, 52.1. Sử dụng riêng 52.1, sử dụng chung là không. Đất ở tại đô thị ha, lâu dài này. Rồi. Xây dựng của mình là 36.9m² này. Diện tích sàn là 46.2m² ha. Đó, kết cấu này, vách gạch sàn gỗ mái tôn. Cấp thẳng là cấp 3 nha. Số tầng là 1 tầng cộng lửng. Đó, cái lầu 1 đó lúc trước là nó là lửng đấy. Rồi đây là kích thước nhà này các anh chị. Đấy ha. Kích thước nhà mình này. Phía đầu hẻm ấy, đầu nhà là 2m91 này. Và phía trong nhà nó ủng ra là 3m12 này. Phía đuôi là 3m68 nhá. Đây ha, sổ hồng này công nhận từ 30/6/2014 nha. Đây là các anh chị, kích thước nhà chúng ta đây. Ok ha. Rồi đó, ok các anh chị. Như vậy chúng ta đã tham quan xong căn nhà này, cũng như là tìm hiểu về giấy tờ pháp lý của căn nhà ha. Thì anh chị nào quan tâm thì ghé xem nhà đi, rồi Sơn gửi cái file sổ hồng lúc nãy cho các anh chị xem ha, kỹ hơn. Rồi thì Sơn nhắc lại nha, giá bán cho căn nhà này chủ nhà đang kêu bán là 3.690.000.000 và còn thương lượng nha. Rồi thì anh chị quan tâm thì có thể gọi ngay cho Sơn vào số điện thoại 0915 987 168. Được rồi ha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Bye bye.